Hello, xin chào anh em nhá. Lại là em Tuấn Hải Dương đây anh em ơi. Nay vừa săn được em hàng sạch anh em nhá. Hôm nay hiện tại chim đang ăn cám tổng hợp anh em ạ. Đó, trời rất là ok luôn anh em nhá. Hôm nay đánh dê cầu mà khá là điềm đạm anh em ạ. Đảo cầu cực kỳ đều anh em ơi. Con này bóng bộ vai ngực cực kỳ lở anh em nhá. Ngực khỏe lắm anh em ạ. Mà lết đánh nó điềm. Anh em là mà thích lết đánh điềm thì bắt con này này. Con này lết cả dê cầu luôn. Em chưa thử cho sang lồng hai cầu thẳng xem nó đánh như nào. Nhưng em nghĩ là anh em cho lồng hai cầu thẳng đánh con này cũng rất là ok đấy anh em ạ. Vì nó là lết dê cầu anh em ạ. Vừa dê cầu vừa đảo cầu luôn anh em ạ. Rất là ok luôn. Lết dê cầu thì anh em biết rồi. Nó lực nó sẽ rất là giữ được lực anh em ạ. Nó sẽ bền được anh em nhé. Con này đặc điểm chơi của nó thì cứ chơi một lúc là bắt đầu nó sẽ bung xòe phát. Mà con này nốt nét đánh của nó cầu cánh mỏ cực kỳ đều anh em ạ. Anh em sẽ theo dõi là rõ nhé. Cầu cánh mỏ cực kỳ đều. Hiện tại đang ăn cám hiển bảo khánh tổng hợp anh em nhé. Hàng sạch em vừa về nhà em test dàn luôn cho anh em ạ. Nói chung là thật sự thì với em Tuấn ấy, thì đi tiền stream thì có thể là ở nhà người ta clip ché trước các thứ và quay clip ché trước các thứ thì rất là ok, có thể về bán cho anh em rất là cao tiền anh em ạ. Nhưng mà với em Tuấn thì em không bán những cái clip như vậy anh em ạ. Thật sự để một con chim mà để đánh giá được nó ấy, giá tiền ra sao hay là đắt tiền hay không thì anh em phải xem quan trọng và nhiều yếu tố anh em nhé. Chứ nhiều khi anh em đi mua chim trên mạng ấy mà cứ xem clip đẹp xong là chơi này kia, nhiều clip anh em không biết đâu, người ta kè AV anh em ạ. Nhiều clip mà kè AV này, kè chim yếu này, hoặc là kè những cái con chim gọi là để nó kích lên anh em, mà nhiều khi nó chỉ là những clip ngẫu hứng nó chơi thôi anh em ạ. Nên là khi anh em đi mua thì người bán thì khẳng định không thể nhầm được, nhưng người mua như anh em mà ham cứ thấy clip chơi đẹp các thứ mà xuống tiền luôn thì thật sự thì anh em nên tìm chỗ uy tín mà mua anh em ạ. Tránh mất tiền mà lại mua một cục tức vào người anh em nhé. Thật sự cả với như con này nhá, em khẳng định em đăng cái clip mà ở nhà người quay clip ở nhà người ta thì anh em tầm khoảng mua tầm 7-8 triệu anh em mua luôn anh em ạ. Nhưng thật sự thì đấy là chơi ở nhà thôi anh em ạ. Còn lên dàn nó sẽ khác anh em nhé. Tất cả con chim chơi ở nhà nó sẽ khác, lên dàn nó sẽ khác anh em ạ. Nên là những cái clip đấy bán cho anh em thì về nó mang tiếng, thì em Tuấn không bao giờ bán những con chim như vậy. Quan trọng là em Tuấn này bán con chim nó phải xứng đáng và phù hợp với giá tiền anh em ạ. Chứ nhiều anh em cứ thấy nhiều khi em bán những con cao tiền nhưng anh em đâu hiểu là mua được những con đấy nó rất là khó anh em. Thì những con đấy cũng rất là nhiều người muốn mua anh em ạ. Nhưng may mắn mình sở hữu thì chưa lại cho anh em thôi. Còn những anh em mà chơi sâu rồi thì người ta mới hiểu cái giá trị của con chim anh em ạ. Còn khi mà anh em chơi mình chưa gọi là sâu lắm, mình chưa được có nhiều kinh nghiệm đi mua chim ấy, thì thật sự anh em lên tìm một chỗ uy tín mà mua anh em ạ. Chứ đừng thấy clip đẹp hay là người ta chụp ảnh đẹp các thứ thì anh em mua anh em nhé. Nhiều con chim kể cả chụp ảnh siêu đẹp luôn, clip siêu đẹp luôn anh em ạ. Nhưng mà quan trọng là con chim nó khi mà nó chơi nó không được như thế anh em ạ. Vì nó là chỉ là chơi ngẫu hứng thôi, hứng lên nó chơi thôi anh em ạ. Còn như em Tuấn này thì anh em theo dõi em là biết, ví dụ như em xem nhà người ta thì em cũng không quay clip ở nhà người ta mấy đâu. Đây là tất cả clip thì em đều về test dàn cho anh em, test những cái con chim lạ cho anh em, thì anh em xem con chim một cách nó thực tế nhất này, mà con chim mình xem nó đạt chuẩn nhất được một con chim, đánh giá thực chất được một con chim anh em ạ. Đây, như con này em mang lên dàn đánh nếp đánh rất là ok luôn. Hàng sạch 100% anh em nhé. Chim chưa khai thác anh em ạ. Thì chim vẫn đang cám tổng hợp thôi anh em ạ. Con này em vừa mới bắt về chiều hôm qua, thì sáng nay em cầm đi dãi giật luôn anh em ạ. Những con chim mà anh em để được nó được nghỉ tầm, hoặc anh em đổi cám được tầm khoảng 1 tuần ấy, thì con chim chơi chắc chắn nó sẽ căng hơn, hay hơn rất là nhiều anh em nhé. Còn em Tuấn là anh em thấy ấy, cứ về cái hôm trước hôm sau em xách đi luôn, mà con chim nó đã chơi được như này là rất là ok rồi anh em ạ. Hàng chơi anh em con này lết rất là đều, cầu cánh mỏ đều mà lực khỏe anh em ạ. Con này em dãi trên 1 tiếng 20 phút thì lực vẫn rất là ok anh em nhé. Nó mới về nên là em cũng chưa dãi sâu, nhưng mà lực con này khi mà em dãi trên 1 tiếng là vẫn còn nguyên lực anh em nhé, chứ không phải là hết lực đâu anh em ạ. Vì con chim mình mới bắt về, mình không
không nên cho dãi sâu, vì cái dãi sâu như thế này nó sẽ hại con chim anh em ạ. Nó rất là ok anh em ạ. Về anh em chăm tắm táp mồi tươi ok, cám ngon một chút là con chim nó sẽ đạt hơn rất là nhiều anh em nhé. Khẳng định là sẽ đạt hơn rất là nhiều. Con này em Tuấn Hải Dương giao lưu anh em với giá là 3.900.000 anh em nhé. Nói chung là em bắt được của dân giá hợp lý thì em sẽ chia lại cho anh em giá hợp lý anh em ạ. Chứ không phải lúc nào cũng có con giá như này giá như kia được anh em nhé. Vì nhiều khi ví dụ như có người dân thì mua rất là dễ, có người thì anh em trả giá nào người ta cũng chẳng bán anh em ạ. Đây, nết rất là dữ anh em ạ. Con này nết của nó là càng chơi càng căng anh em ạ. Càng về sau thì càng sụp nhiều anh em nhé. Đây em đã test kể cả vừa chơi giữa vừa chơi biên này, thì con chim nó đều là ok hết anh em ạ. Anh em về con này chăm quen tay là cũng chơi quá là ok rồi. Anh em kết thì các lô trực tiếp cho Tuấn Hải Dương nhá. Nói chung là hàng đảm bảo cho anh em, anh em hoàn toàn yên tâm. Chim đã test thì chim sạch mà còn test dàn cho anh em rồi thì anh em phải hiểu là em Tuấn là tuyển chim rất là kỹ rồi. Anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Con này chim được tầm 2 mùa anh em nhá. Loanh quanh tầm 2 mùa thôi anh em ạ. Nó là bồi già lên. Còn được tầm khoảng 80-85%, nó chung là rất là vừa tầm chăm và vừa tầm khai thác cho anh em về. Nên là anh em chăm nó không bị nhát quá mà cũng không, con chim nó không thuần quá anh em ạ. Rất là vừa chăm anh em nhé. Thank you.